Bông 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 bông. Nè. Chứ nó toàn nhập nhằn. Điên chưa? Úi trời, điên chưa? Úi trời, úi trời. Ngọn này. Úi trời, quanh nó điên. Anh nói là đang thun rồi đó. Đây. Nè, nè, nè. Úi xuống. Như đó, tôi đừng hỏi là người mình giết mình. Đứa con đây, đứa con đây. Mẫu ngón một tí. Xong nó đi cái nào đi được không chị? Màu bè. Màu bè được không? Ngón tầm tí nữa. Chú 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 chú. Giờ tầm tí không nào? Tầm tí nữa. Không tái đi chị, không tái nó đi. Không tái là như thế nào? Loại như thế nào? Không tái liền nó liền. Bên này nó bên cái dê, bên nó mà. Đi nhúng đắp một cái chứ chắc gì. Đi nhúng cái nơi quá rồi không? Nhúng nó rồi không? Sống là 25 triệu hay là bắt hai lẻ cao mà nhiều chỗ rẻ nha mình.
thằng đi nó dạy bao nhiêu chị đi có ai cũng hỏi nó bên đây có học viên mà có học viên đồng cái anh á em biết anh nữa không còn không hỏi thêm thấy chị đang làm nữa. Bói qua mẹ trăng này. Mẹ này này. Này 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 này. Bắt mắt mà quay à. Nghỉ trước em đi. Chị phải anh chị mới đi học chứ. Này 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 xuống đây mẹ này. Xuống đây mẹ tao. Này này này. Nó hiểu không? Nay bị đập rồi đưa hai tay ôm đầu lên. Sao rồi này này chọn chờ đâu này 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 má chị chuẩn bị ra cắt mất chị biết không má chị chuẩn bị ra cắt mất em ơi nó cắt mất mất mỡ như vậy đúng không
có sao không? Trộm. Ngủ bưa rồi nè. Đang ngủ ngon cái không dậy không phá. I'm sorry. Nước này luôn. Nó lì đó. Nhìn cái mặt này lên vậy. Nó sợ. Sợ nào. Nghe nào đi bia đi xuống rồi rồi nhá. Bỏ chạy. Bỏ chạy luôn. Màu trắng màu vàng màu đỏ.
Là mình chưa lòng đúng không? Là mình chưa lòng. Được, chị đào, chị đào. Để được bao lâu? Nói chung là để lâu lắm, mà đợt nữa em cắt ngắn lại cho em dễ massage này. Cái massage của cô gái không được. Ừ. Để đừng kêu nha. Nên này mẹ, tới mẹ cho này, nhanh nhanh. Tốn em mở cái đừng lại đi em, chứ nó em xách xe em đi xuống cái lầu là chạy theo, chạy theo đứng ngay cầu thang đó, xong rồi lấy xe tới là ông bồ ra, chui tao. Bây giờ anh Hào sợ quá mà. Anh Hào ngủ. Một là ngủ quán hai là. Nha. Chị. Quá. Này chắc buổi chiều anh Hào em đi mua. Buổi chiều hay buổi sáng buổi chiều anh Hào đi mua mà em nằm trong em ngủ mà mệt quá nữa vẫn cứ phá đó xong rồi đuổi ra ngoài luôn vẫn lên lầu 3 lên phòng trúc chơi nó nên nó không dám xuống luôn. Mình mai bắn nha. Chắc ngày biểu lắm. Đó ơi. Nhỏ nhỏ về cao quá. Làm móng lên hàng cách đó. Thôi, gãi sướng. Gãi sướng không ạ? Chứ gãi mà gãi móng thiệt cũng đau. Ừ. Không dở gãi sướng không ạ? Nếu bữa nay chị cũng dám máu. Gãi gãi sướng. Mà đang là ông ngứa lưng ghê à, gãy lưng á, à, gãy lưng chứ mà gãy đầu, gãy đầu cũng rứa, gãy đầu đỡ đau hơn chứ mà mắt thì mắt nữa à, gãy móng kêu đau đó là em phải bấm ngon rồi này gãy nữa. Ngồi xuống, ngồi xuống. Chị tưởng gãy móng thiệt sướng hơn chứ móng thiệt cũng đau á, mỗi tập hình gì ốc chứ em à, ốc không đúng rồi để bấm cái để bấm. Bữa nay mình đi nó có sáng này. Đấy, âm u nữa. Nó phải có nắng là chịu được. Ông bà em chưa đi, nó là vợ thật cụ đi lại. Ừ, đi trực tiếp, mặc đồ khó không. Phone này, mình phải mình đang phải phone này nhanh hơn.
mà bên nhau bằng nhé luôn. Nãy nó đi cái chuồng thằng không phải quan trọng mà cái nào trọng mà à không biết nữa chắc thằng trường của em phải tội nó qua mới lấy vợ rồi được nó được vừa rồi anh Hào về là lấy vợ à lộn à đừng muốn cưới à đi đám cưới anh Hào về lấy vợ nãy nãy ôi trời mon nó kìa mon nó kìa má cắn đi Nhật nó mới nhanh thưa xe chạy ra. Ai nữa? Nhật à, đi chung luôn rồi. Đi con là cháu của Nhật nè. Ừ, bà thăng đó hả? Bà con bữa trường cũng nói qua lấy cái chai thuốc mộng măng thôi đau. Để chết đi về Huế luôn rồi. Xuống, xuống. Xuống, xuống. Mộng mình rớt rồi. Anh xì hết đó. Phải bắn đi không ta? Nắng nắng đi hè. Nắng đó. Hôm bữa làm nắng mà. Thả dài sao vô nó dài lắm, nó cam gì như vậy. Bắt muộn thì mình bị đi. Không đâu bắt muộn thì mình bị đi. Có một cái bắt. Cắm thấy muộn thế rồi là nó lớn dạy cực cực lắm. Kêu gì đâu kêu nói chứ nói ô tôi cần mình đắng cái chân à đắng cứ ra được không còn nói tự đẹp đó nó hư mà chơi chơi chứ làm sao có cây ra mà giống mấy bốn ca trời mình đục đi chứ đó để gần cái chứ đó để mình ra mình không còn sao để cho nghỉ xin mình gặp trường chụp cái mặt giá mặt của nó là hết mụn rồi gặp được đi làm mắt mà chắc không thấy rồi hai à, món đẹp không cắn người ta món tràn đủ thứ hắt đi rồi lẫn nó nóng hơn hắt đi hả ủa thì để hát đi rồi thôi đang để bốn ca nó nào lòng má nhiều nó bao nhiêu
măng thon cũng đẹp kìa. Mình đi ra măng thon đi. Thang à? Nhậu vuông, cái kia vuông. À nhậu vuông nhưng mà ốc một số nó ngon. Vuông mà nhậu ha. Có lắm. Cái món con cá đi biến nè. Là hồng bị sợ. Má nó làm gì lắm. Má nó làm này. Mà điều chế món nó nhìn kia nha. Nhìn như phù thủy lắm. Chị ăn sầu riêng mua đi, ăn sầu riêng chị có. Chị có mấy chỗ máu bữa nào mua không? Mua trang đi lại xuống rồi ngon lắm. Kêu mấy gì? Thì tầm 6 chục. Mà bây giờ nó chưa cắm. Sầu riêng mà nó khó không ngon. Mua cả ăn không rồi. Chúng ta thì mua. Mua chị mua thùng nữa mấy trái? Thùng nhiều lắm. Tầm mấy cái thì tầm 10kg, 12kg. Do đó. Cái này nó không có thuốc. Chứ tự nhiên, cho mua với này thuốc không? Sầu lẻ. Sầu riêng bây giờ có là sầu riêng miền Tam. Ồ, ở Đà Lạt mình là chị ha. Đà Lạt mình là. Ở đây nó có cái gì? Ở đây nó có cả súng. Hờ, gửi xe. Nó nói nhiều rồi. Nó nói anh không có nào, nó nấu nguyên đá mụn. Thấy giờ thấy không? Em có thùng Việt Nam nổi là cái chị nặng cho đó. Có chị có ăn không? Có mà chị không mà. Nữa không? Bằng nữa không? Không đi được. Mua một thùng chị ít ký nè. Sao đó nó ngon, không chín cay gì. Thùng có mấy trái chứ? 12 trái. 90 trái. Trái nhỏ nó trong đầy gốc, nó là gốc gạch, trái nhỏ có gốc gạch, trái to. Đây. Mùi xó này. Tuổi rồi đó chị. Nhanh tuổi gì đó. Rất mùi đồng nước. Xíu
đi xuống. Đi xuống nhanh lên. Đập bây giờ. Con mẹ này xem lên, con mẹ cho lên kẹo không cái đây cho này, ăn kẹo với thì ăn nhanh này, ăn cái trắng được chưa, ăn hò quá nè, tốt cho kẹo. Bữa nay ăn cơm chê, ăn thịt ăn đồ đó. Nó bị rừng á. Ý là ăn đồ, ăn thịt, ăn đồ đó. Thì cơm cho ăn là ăn 7 miếng thôi. Hôm là mình dài, nhìn nó dài chưa? Dạ. Phá qua nhìn nó dài chưa? Dạ. Để trong, nhìn nó dài.
không được đâu, nó không được đâu. Má này mà thời gian mình cũng phải thăng chị nó có bay bắn mấy cái mà khô nó mấy nào cái nhỏ xíu nhỏ cái mình này vậy đúng không. Ba lên mẹ cho mình. Tuấn lấy cho hắn thêm mấy ít rồi. Chị mua bộ đó mấy chị mua nó là một màu hai đỏ sao mà màu cái mà màu là cái top của hắn á, ví dụ mình sang top màu lên nó màu sang xịn mới chị mua đồ xịn đâu ấy sang có hàng
Bị đập nó nghe nè. Trong trái mình sao nước gạo hả? Nước gạo hả? Đây em ăn tầm rồi. Trong trái mình sao nước gạo. Ủa không phải, trong tí là sơ nó lên xong để xà cừ lên lại tìm. Cái màu này hả? À. Nó nổi. Không nổi hả? Này này! Chụp! Chụp rồi sao? Hai ngón sao nước gạo hay sao? Chưa chưa hả? Chưa xong rồi. Ủa, chịu ra đi, chịu rút ra không? Rồi. Đã cái anh là bị sờ gáy làm sao? Anh là bị sờ gáy làm sao? Đây là cái máu nó bị sờ gáy là ra làm sao nữa? Em nói làm cái chị Ly nó bị nghe thấy đúng không? Rồi bị sao nữa? Không rồi làm lại. Làm lại. Có mấy lần làm lại thôi. Tại lần làm một lại. Bên á, có bị một bên không? Thôi đi, thôi đi. Đúng rồi. Không, ở đúng rồi.
màu vàng hay màu trắng này. Body rất nhiều.
Ủa đánh một ngón. Đúng rồi, cho cái nó nghỉ đi đúng không? Mấy bò đi ra đây này ạ, con mẹ cho này nhanh xuống qua đây cho này nhanh qua đây ăn này nhanh nhìn chi đó con đi xuống gặp một khỉ
xích đây. Bây giờ xích cho nó. Xích ăn nhiều quá. Mở ngủ nó cắn. Nó cắn sơ nha. Dây vải à? Dạ. Dây vải à? Dây như cái dây hồng của ngón này. Hồng màu xanh. Mày là thích mày không thèm ấy. Ngoài cho mình. Mày không phải kia thèm đâu. Chị gà tới lúc đó. Chị gà tới lúc đó. Không biết tiền hắn đâu. Chứ mà chị mài như vậy đó đúng không?
tay đi. Bấm bấm làm đây. Nè. Đi. Không trống dữ đi. Nó chết lộn. Nãy sao hai lớp rồi đúng không? Không được, không nhớ nè. Nó xuống đây ngồi nhanh lên, đi xuống đây ngồi nhanh lên. Bò. Lại đi xuống. Đi lên đây này, đi lên mẹ nha mẹ.
cho có vì nói sao gì với mình không? Nhá. Cứt khẩm. Mua đi. Ok. Mua. Ok, ok. Không, anh đón đầy.
Nè 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 nè, đi xuống. Lên cái gậy sao? Chẳng thấy chứ. Đi qua đây ta đập á. Đi qua đây. Qua đây bà đánh. Trộn hả? Dọn cây dọn. Dọn có.
em bữa em nhuộm á thì làm sao em nhuộm đen lại trời. Thế em để đó khi mô mà bạc hết đầu thì thôi để bạc hết đầu luôn trong đen nói nhuộm. Trời dễ mưa. Trời dễ mưa. Bỏ mưa.